Nay mình có một trận banh ở Tuốt bên Bình Tân. Đây là sân Hải Long đúng không ta? Đúng rồi, Hải Long 4. Và mình có trận banh với lại Đức Ronaldo. Trời ơi, hồi xưa là U20 Việt Nam năm nào ta? 2019 anh. 2019 đúng không? Sao không đá tiếp mà chuyển về đi làm vậy em? Một số việc trục trặc hợp đồng này nọ. À, nhiều vấn đề đúng không? Thôi vấn đề đó không phải vấn đề đâu, không sao đâu. Thôi giờ đi làm ổn định rồi. Ổn định rồi đúng không? Đá banh niềm vui chứ hả? Niềm vui rồi. Ok. Đùi to dữ vậy Đức? Em hiểu luôn rồi. Hồi đó em một thời gian cũng tập ở nhà. Mang giày gì ta? Tempo nè. Ok. Rồi. Nay đánh ghi bàn ha. Đội bạn thấy cũng khó nhằn à nha. Không dễ ăn đâu. Thường thần tượng ai nhất? Em hả? À. Người sao anh? Cầu thủ? Cầu thủ, cầu thủ. Em cầu thủ sân 5 hay sân 11? Sân 5 thì ai? 11 là ai? Sân 5 thì nhiều người, sân 5 em mới đăng ký với bọn Farao. À, Farao à, ai cũng biết Farao cả. Còn sân 11 chắc là Ronaldo nha. Đúng rồi. Hàng chi, Đức Ronaldo phải rồi. Ok. Thôi cảm ơn Đức ha, hy vọng là hôm nay là một trận banh vui với lại Đức nè. À, tự nhiên nhớ thời Đức đá cho Lê Minh quá. 6 trận tất cả luôn. 2 năm hả? Hay có 5 năm sau đúng không? 2 năm rồi. Hạng gì, hạng gì? Năm đầu có đá không ta? Năm đầu em lúc em còn đá chuyên nghiệp. Đá tích cực hơn năm nay. Nói chung là Đức có đá Lê Minh thời gian. Không biết là Lê Minh sắp tới có đá lại không? Hy vọng là lại thấy Đức mặc ở đồ Lê Minh đá những cái giải đấu giống như vậy nữa. Ai nhớ mấy clip đó thì mình nhắc lại, mình để trên góc nè, anh em có thể xem lại nha. Rồi, ok, vậy đi. Khung thành thì rưới lách. Bên đây còn một sân nữa. Ở đây có hai sân à. Ok. Và hôm nay mình mang Mizuno nha anh em. Và gối hơi đau tí xíu. Này thấy gối hơi khó chịu, không ổn cho lắm. Chắc lát đá nhẹ nhàng à. Đau như thế này thì anh em nào muốn mua vớ với lại băng gối giống như mình thì link phần mô tả nha. Sợ không sút mạnh được. Không sút được. Chắc thì chuyền chạy thôi. Nhẹ nhàng ha anh em ha. Tình hình trận đấu lúc này thì anh em Bơm Tấn FC đang bị ghét 4-5 trái vậy rồi. Nãy mình với lại Đức ở ngoài quay clip á, không biết anh em khác đá như sao á, thua quá trời quá đất luôn. Giờ Đức nó vô gỡ cắm mặt nè. Trời ơi, cả ngay trên mặt bôi luôn trời. Cái chuyền ngang mà không ăn được. Nghĩ lại thấy cũng tiếc. Giờ này Đức mà nó còn đá futsal chuyên nghiệp thì chắc là trụ cột trên đội tuyển futsal Việt Nam rồi. Nguyễn Minh Đức chuyền lên. Lóc. Hay quá. Đội đó tốt. Đây rồi, đây rồi. Bốn cầu đang trong sân là bốn cầu gánh của cả đội nè. Ráng gỡ thôi nào. Trả về. Trời ơi. Kinh. Nhìn là biết. Trả về rồi. Không đóng là chết luôn. Chà, kèo này gói mà không ổn thì sao vô đá nổi ta. La Coretta. Trời. Hay dữ trời. Đẳng cấp quá. Trời đẹp căng quá. Gặp chân đau làm sao dám vô đây. Một bàn. Bàn 2. Thủ 2 đánh 1. Một bài. Đủ người. Đơn giản. Đọc bài hay vậy?
Minh Đức. Trời ơi, phối hợp chà lâu cột tè quá ghê, quá ghê, quá ghê. Trời à, trời lật không thành tí xíu. Nguyễn Đức, trời ơi, sút cỡ đó thì thôi, nhẹ nhàng dữ ta, nhẹ nhàng dữ vậy. Một cú đá rất mạnh xuyên hai cái háng. Anh em thấy Đức Ronaldo sút mạnh và hay thì nhớ like đăng ký kênh cho TV Style nhé. Ô, hay ta, pha bóng rất nhanh. Ngay cái cột dọc. Được dài Đức ơi. Ờ, qua háng luôn trời. Hay vậy. Trời ơi. Ôi trời. Ghê thiệt. Ghê thiệt. Ghê thiệt. Quá dữ, quá dữ. Chút tối nay qua nhà anh chị cung sắt con mình Vinh. Đây đó ba má nó của mọi. Trời. Ồ. Chết tôi. Trời. Tốt rồi, tốt rồi. Để lật sau lưng. Nguyễn Minh Đức từng đá U20 Futsal Việt Nam, đá chuyên nghiệp cho câu bộ Futsal Tân Hiệp Hưng. Hay quá. Trời ơi. Ghê thiệt. Đã có bàn cho. Một pha phối hợp bật tường giữa Minh Đức với lại cầu thủ số 9. Và cú kết thúc thì rất là tinh tế. Nãy giờ anh em thấy ăn liên tục vậy thôi chứ đó là gỡ không đó. Chưa gỡ xong luôn đó nha. Cầu số 10 này tên là Nụ. Nãy giờ mình xem ở ngoài thì thấy kỹ thuật cũng rất là tốt luôn nè. Nhập biên. Hey. Thôi nữa rồi. Lại là anh bạn này, cầu gánh tim là đây chứ đâu. Tình huống này thì mình nhận banh ở biên. Quan sát thấy Nụ cắt lên rất là nhanh và có khoảng trống phía sau lưng số 11 đội bạn. Mình quyết định là thảy dọc biên tiếp. Và lúc này số 10 cắt lên, đối diện thủ môn dứt điểm thành công. Bước lên. Thôi được rồi. Chạy ra cắt về. Pha này 3-1, không ăn nữa thì đội quần mất. Nhưng mà có cái này hay nè. Mình nhận banh xong, giả bộ nhá chuyền về. Cái thay áo vàng bắt đường chuyền nên mình nhấn vào trong thêm một nhịp nữa và có khoảng trống chuyền ngang cho Đức ghi bàn. Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nha. Đức. Đức gót Đức.
về Đức. Nổ nổ nổ, ok. Đây Đức ơi. Hay quá. Top goal. Vậy goal, vậy goal. Lấy ra goal, ok. Tốt rồi. Lại là một bàn thắng nữa. Anh em thấy hay, nhớ like đăng ký kênh luôn nha. Mặc dù Đức là người có lực chân rất tốt, nhưng không phải pha nào pha nấy là phải nghiến răng mà nã hết cây. Đôi lúc thì bấm banh qua đầu cũng là một phương án làm cho thủ môn bất ngờ. Và cũng thể hiện được sự tinh tế trong pha dứt điểm của mình. Anh em thấy Đức Ronaldo hay thì like cho video clip nha. Rồi đây 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 đây. Đưa bóng lên đồng đội lấy không được, phản công thua liền trời. Biên. Tay keeper. Dạ 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 dạ. Ai da. Sao sao. Yay, ok. Hello. Cắt cắt. Ôi đâu đâu đâu. Ôi 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 dạ dạ. Pha này phòng ngự 2.3 nhé. Bóng luân chuyển ra biên rồi, che giữa và bắt đường chuyền về. Thủ môn canh cục 2. Ây chà, đội bạn đá háng pha này hay rồi, chịu thôi. Thôi 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 thôi. Thôi thôi thôi. Hai người luôn á Phước. Dạo này yếu đuối thật. Rút có vài pha mà thở dốc luôn rồi. Ok, nãy giờ được một mạng rồi. Đang nghỉ tí xíu. Mệt. Mà chân cũng còn hơi mỏi tí xíu. Nhưng mà chắc vẫn đá được, không sao ha. Chân đau đau chứ đá. Chứ đá trong cái giới hạn cụ thể, chẳng hạn chuyền chạy thôi. Dứt điểm này hạn chế xíu. Ok, giờ trở lại trận đấu ha. Số 10 này siêu khéo luôn. Ok. Hình như là đổi keeper rồi, hồi nãy máu cam mà. Đây, số 10 đây. Quá khéo. Ok. Ôi trời. Hay quá, bán một. Vẫn giữ được bóng. Chuyền ngang. Trời. Gì chứ, vô chân Đức thì thôi. Khỏi đá cũng biết vô nữa. Phạm Đức ơi. Lại là một bàn thắng nữa của Nguyễn Minh Đức. Đây là một pha dứt điểm một chạm. Bóng đi hiểm và rất có lực. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha. Trận đấu vẫn tiếp tục và từ đầu giờ đến giờ Minh Đức vẫn trong sân, chưa có ra. Nguyên set. Ôi. Giật gót rồi. Lỗi lỗi. Tình hình là lúc này ghét lại đội người ta ba trái rồi. Ôi. Xích thua. Ai đã trúng chân tôi. À, gãy hết luôn.
Tốt dữ. À, 2-1. Trời, khéo quá. Mất banh rồi. À, như bị đạp trúng hay sao á. Đức đã nhẹ nhàng thanh thoát quá ta. À. À, hay quá. Trời ơi. Chưa vô luôn hả? Tiếc quá. Trúng ngay cột dọc, giỏi trúng không ôm. Văng ra ngoài. Mình được 4-3. Rồi đá chung cái cột nữa hả? Ai thấy rồi? Để đây mình ra. Mình ra. Nãy giờ ngồi nghỉ mệt lâu quá, vừa vô là báo trái liền. Chán ghê. Tình huống này mình với keeper không hiểu ý. Cả hai bị hút theo cỏ vàng ở biên. Đúng ra chỉ cần mình ra lót, thủ môn ở bên trong hoặc ngược lại thì sẽ không thua. Vì con. Kìa anh. Đây đây đây. Chúng chúng mở đó, chúng mở đó. Chập biên. Rồi 3-3. Làm sao? Keeper. Chờ vô. Che giữa. Ủa, số 4 về bắt gôn hả? Còn hai ông gôn che đâu rồi trời? Đây. Ok. Để nó giật kệ nó. Rồi. Tình hình là hai ông keeper kia bận việc nên về trước rồi. Hai già, đá Busan mà không có keeper thì xác định lấy rổ đường banh đi nha. Chơi về luôn. Đức. Thôi được rồi. Cánh tim này đi đâu. Lắc vào trong. Sau đó bẻ ngược ra ngoài.
nã một cái hết cây ngay gốc cao, thủ môn cũng bó tay. Đúng là trình chuyên nghiệp có khác. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký nha. Đức vừa gồng mình ăn được trái là thua lại trái liền. Căng quá căng. Cắt, chơi nhậu rồi. Đuối quá xá đuối rồi, nhìn ra ngoài cũng không còn người để thay. Thôi ráng gỡ chứ biết sao. Và số 10 đã trở lại. Cố lên anh em. Về phụ Đức ơi. Bán hai. Nói thiệt luôn là lúc này mình còn đứng trên sân được là hay lắm rồi đó. Chứ giờ đi còn không nổi chứ nói gì đã. Đứng chống nạnh để cho ba ông kia đá luôn là biết rồi đó. Gỡ quê rồi, phần còn lại anh em bơm tấn tự xử nha. Trái người bảo. Lúc này thì chủ sân báo là hết giờ rồi, nhưng mà mấy anh em vẫn muốn đá tiếp một trái banh cuối. Kìa. Chứ chân mình nãy giờ thì đau hết đá nổi rồi. Mua vớ với băng Ugo giống mình thì link phần mô tả nha. Nên ra để mấy anh em đá tiếp. Trái cuối. Ăn thua luôn. Ồ. Không Đức. Chưa. Chúng ngay chỗ gôn hoài ta. Gôn này lên đồng quá. Ok. Bán ba. Ok. Đưa cho Đức hết cây luôn. Chưa. Nụ khéo quá. Số 10 quá khéo luôn. Ờ, Đức. Chưa. Sút ngay gòn hoài luôn ta. Khúc cuối kịch tính quá. Ây. 3-2. Yeah. Chạy về. Yeah. Qua được luôn hả trời. Hết cây. Ngay chân. Hết biên. Đứt thở rồi. Ủa, em đang đứng vậy. Ê. Ờ. Ủa, gôn này lạ ta. À, hai gôn kia về. À, thua luôn. Ok. Rồi thôi, ok. Hết trái rồi. Xong. Trong tình huống này, lỗi thuộc về thủ môn hay là hậu vệ? Anh em để lại ý kiến của bản thân mình vào trong phần bình luận nha. Đức cày chết sân luôn, nãy giờ từ đầu trận cuối trận luôn. Sao mệt không? Mệt lắm hả? Thôi cái này bình thường em mà, xưa đá chuyên nghiệp đá luôn tiếng rưỡi đúng không? Nhưng mà thôi, nay ghi mấy trái ta nhớ không? Em ghi nhiều quá. Ghi nhiều quá sao nhớ được. Ok, hôm nay một cái chuyến đi lên tuốt Bình Tân đá banh với lại Đức Rondo.
Thì hy vọng anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ video clip và đón chờ các video clip mình trong thời gian tới nha. Và hy vọng là sẽ có nhiều trận banh nữa thấy em đá nha Đức nha. Ok, bye bye.